À, trước mặt chúng tôi là bác Lê Quang Vịnh đấy. Đấy, đang nói chuyện, bác đang giới thiệu cái nơi mà bác đã từng được vinh dự bị Pháp với lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Hồi xưa bác là một giáo sư chưa dạy trường Petriki, các học sinh Petriki phải hành diện về hải ngoại. Bây giờ thì chúng tôi trên đường đi ra và đã đóng xong bốn cái nhà cảnh, bốn cái cảnh cho chị Võ Thị Sống. Đây là một cái đoàn để tới tham quan. Các bác ở đâu tới ạ? Bến Tre ạ. Bến Tre. Thưa quý khán giả, phải đi vào trong này mới thấy là cái sự xúc động và rất là nhất là sáng nay chúng tôi đã đi thăm cái hầm đá. Hầm đá tức là cái trại tù Phú Sơn đó, được gọi là hầm đá. Và bác Vịnh là nằm ở trong cái phòng số 14 mà ngày hôm qua chúng tôi đã thu được cái hình ảnh đó. Vâng, thưa quý khán giả. Hai anh em chúng tôi đã đứng trước mặt chị Võ Thị Sáu. Ngày hôm nay chúng tôi đóng tất cả là bốn cảnh, nhưng mà cái cảnh cuối cùng khi đứng trước mà mộ của chị Võ Thị Sáu, thật sự là không thể nào mà không cầm được nữa nước mắt. Và cuối cùng thì anh em chúng tôi đã ôm nhau, một người lính từ miền Bắc, không phải là từ miền Bắc, ở phía bên miền Bắc. Anh Vịnh là một giáo sư dạy trường học Petriki. Có lẽ là các học sinh Petriki và thời điểm mà chúng tôi đang học ở Chu Văn An chắc phải biết. Thầy Vịnh năm nay 82 tuổi và đã bị bắt khi ông đi vào trong bưng để tham dự một cái đại hội. Ông bị bắt 14 năm. Và giải phóng xong thì anh Vịnh được thả ra. Phải là hồn thiêng trong núi và những sắp đặt của tâm linh chúng tôi mới gặp nhau được ở nơi đây. Ngày mai chúng tôi còn một cái cảnh buổi sáng nữa. Thì sau đó thì 15 giờ chúng tôi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Càng nghe được những huyền thoại về Võ Thị Sáu, chúng tôi lại càng thì xứng đáng phải được gọi là một vị thánh chứ không phải là huyền thoại nữa. Là cô chuyện câu chuyện của cô Võ Thị Sáu, thì cô Sáu ngày bên Pháp nó giết xong thì anh em tù đã đồng ý toàn thể hơn 7.000 tù nhân ở trong cái chuồng cọp không ăn, ở trong Hoàng Dương quyết định không ăn, và anh em đã lén đi xuống dưới cái phòng mà để làm vật liệu xây cất, làm một cái bia xong viết bằng tay để tên rõ ràng chị Võ Thị Sáu, mất ngày 23 tháng 01 năm 1952, tức là năm Nhâm Thìn. Thì cái anh cai ngục của người Pháp đó, họ thấy tự nhiên có cái bia để trên cái mộ hoàn toàn là, thưa quý khán giả, cái mộ sau này là nhà nước Việt Nam để xây lên thôi, ngày xưa thì chỉ có đắp đất. Thì anh em tù nó tối cứ lén ra ngoài đắp nó cao lên để xong ạ. Cái anh Pháp, anh ngày hôm sau anh ra, anh nhìn thấy tự nhiên có cái bia, anh tức quá, thế anh mới cho đập cái bia. Thì đập cái bia xong rồi cái thì anh em tù lại làm lại cái bia khác. Thì anh cai tù người Pháp, anh tức quá, tất cả mười mấy người ở trong cái phòng mà là cái phòng xây dựng đó bị mang ra hành hình và hỏi ai là người làm cái bia này, thì không ai khai hết. Đồng ý không ai khai thì một người tù, chúng tôi quên mất tên, mới tại câu chuyện mới nghe này không nhớ, anh ấy là người khỏe mạnh nhất, anh ấy hy sinh đứng ra để chịu
những cái roi đánh lên trên người. Mà người Pháp họ đánh mình roi không phải roi là roi roi thường, mà họ dùng cái loại cái cây gì ở ngoài ngoài đảo đó, nó có gai, là đánh vào người. Và sau đó cả mấy tháng trường anh phải đi ngủ chỉ có nằm sấp, không nằm ngửa được, tại vì rách nát hết cả lưng. Nó một cái sự hy sinh rất là lớn mà rất là xúc động, thưa quý khán giả. Nhưng mà cái đó nói lên cái tinh thần bất khuất của những người làm cách mạng lúc đó. Thì anh người Pháp anh ấy cho đập thì cái ngày nó bị mất, ngày nó bị mất không thấy rõ, thì nó chỉ còn có số 1 với lại 1952 thôi. Thì mọi người mới nghĩ rằng số 1 thì chắc là cho sinh ra là ngày là 12 tháng 12 năm 1952. Nó thành ra có một cái truyền thuyết tại sao cô cháu lại ngày chết là 12 tháng 12, mà lại có những người nói là ngày chết là ngày 23 tháng Giêng. Thế nhưng mà chính những anh em tù xác nhận là cái ngày mà hành quyết, tại vì ngày hôm đó là có một người cũng bị tử tù, bị hành quyết cùng ngày hôm đó là anh Nguyễn Văn Năm. Thì anh Năm là người Bến Tre và đã bị hành quyết ngày hôm đó là cũng ngày 23 tháng Giêng. Thành ra anh em chắc chắn là ngày 23 tháng Giêng là ngày chết của cô Sáu. Thì đó là những cái câu chuyện mà chúng tôi xin kể lại để cho quý vị về cái huyền thoại của chị Võ Thị Sáu. Thì người dân ở trong đảo đấy thì có thể họ có thể thêu dệt, hoặc là có thể là dị đoan quá, thì họ nói rằng buổi tối cô Sáu từ cái cây cô bước ra ngoài và cô đi. Cái điều đó thì nó có thể là trong cái sự mà gọi là những người yếu bóng vía cũng thể tưởng tượng ra được, hoặc là cũng có chứ không. Nhưng mà đó, nói rằng cô Sáu đó tới những cái nhà của những cái tên ác ôn côn đồ của Việt Nam Cộng Hòa ở đó, cô Sáu răn đe, tao là Võ Thị Sáu đây, đấy, tao rất linh thiêng, tụi bay khôn hồn thì đối xử tết tốt. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái này thì chắc chắn là thêu dệt rồi, bởi vì nếu là một người con gái như là Võ Thị Sáu không bao giờ tự mình xưng mình có một cái quyền hành như vậy. Cũng giống như là bên công giáo, chúng tôi xin lỗi các bạn công giáo, thì hay nói rằng là Chúa có quyền phép này quyền phép kia. Đấy nha, chúng tôi cũng không có tin cái điều đó, đồng ý là mình là tôn thờ, nhưng mà mình đừng có thần thánh quá. Anh cũng nghe dành đường chứ. À đây à. Móc mắt, mắt ca móc cả hai mắt vẫn không khai đó. Thì xưa tôi xác nhận cái chuyện này, lúc mà cô Sáu đi ra ngoài côn đảo đó thì mắt mắt hãy còn. Và có một cái hình chúng tôi có chụp là tụi nó dẫn cô Sáu đi để đi ra mà gọi là hành quyết đấy. Có những cái tấm hình ở bên ngoài đó là chúng tôi nghĩ rằng không có đúng, là tại vì năm 1952 là chưa có Việt Nam Cộng Hòa. Cái người giết cô Sáu là phải là thực dân Pháp thôi. Đúng rồi, cái này chưa dân độc lập. Mình có thể đi đường Nguyễn Du được. Đó, thành ra chúng tôi đồng ý là Võ Thị Sáu là một huyền thoại, nhưng mà đối với chúng tôi không còn là một huyền thoại đó, mà đó là một những cái thực thể. Bởi vì cái tinh thần bất khuất của Võ Thị Sáu ai cũng biết, và cái sự hy sinh của Võ Thị Sáu tất cả toàn nước toàn dân biết. Và đặc biệt là năm 1964, ông bà thiếu tá Tăng Tư là gọi là tỉnh trưởng tỉnh Côn Sơn là người Việt Nam Cộng Hòa, tại vì 64 thuộc về Việt Nam Cộng Hòa rồi. Chính ông bà làm một cái bia rất là đẹp. Thì bây giờ hiện tại có ở trong cái mộ của cái chị Võ Thị Sáu đó có hai cái bia, một cái bia mà của anh em tù làm ra xong rồi thằng qua cả quản ngục Pháp đó, nó bắt vùi xuống dưới mộ. Và cái mộ như chúng tôi đã nói đó, lúc đầu nó chỉ lấp đất sơ sài thôi, nhưng mà nó càng ngày nó càng cao lên. Là bởi vì buổi tối anh em tù nó cứ bò ra ngoài xong rồi cái lấp lên một chút xíu đất,
lấp thêm một chiếu đất, thì cứ lấp nó càng ngày nó càng cao lên. Đấy, vâng. Thì sau đó thì sau ngày giải phóng thì mộ của chị Sáu mới được làm. Và đặc biệt ở trong khu đó là có một cái cây. Cái cây nó có cái cành nó đưa ra, nó tự nhiên nó quật ngang ra giống như là một cánh tay giơ lên, mà giống như cái hình tượng mà cô Sáu đứng cầm con chim bồ câu, thả con chim bồ câu. À, ở trong cái khu nghĩa trang Hàng Dương nó có cái hình cô Sáu đứng cầm con chim bồ câu. Và thưa quý vị, con chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình. Và trong đoàn đóng phim chúng tôi trong mấy ngày đóng phim là đã thả tất cả là 3 con chim câu. Một con chim do nữ ca sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thả chim với cái vai trò như là cô chị Võ Thị Sáu, làm lại hình ảnh của Võ Thị Sáu. Và một con chim thì chúng ta thả trong lúc đóng ở bên Phú Sơn. Và một con chim thì ngày hôm nay thả ở bên Phú Hải. Chúng tôi nghe mấy người dân họ nói rằng các bác mua chim là cứ lát hồi nó bay về đây à. Tại vì thưa đúng cái điều đó là tại vì chim câu mà, chim bồ câu là mình nuôi nó ở đâu mà mình có thả gì nữa mình cũng quay về. Thì qua cái chuyện này chúng tôi lại nhớ đến những người Việt Nam ở hải ngoại. Các bạn đã đi 42 năm có nhiều người là đã lại thề rằng sẽ không bao giờ trở lại quê hương. Thì quý vị có lẽ là quý vị không bằng con chim câu. Quý vị không bằng con chim câu nữa, mà bây giờ nó thật sự rằng nếu mà quý vị không về cũng không sao, chúng tôi tôn trọng cái tư tưởng đó quý vị, nhưng chỉ xin một điều, đừng bao giờ chúc giữ cho quê hương. Tại sao mình yêu đất nước mình không chúc lành cho đất nước mà cứ chúc giữ cho quê hương? Lúc nào cũng muốn là có chiến tranh, lúc nào cũng muốn Trung Quốc nó đánh Việt Nam, lúc nào rồi biển đảo của chúng ta hay còn. Chúng tôi đã đi tất cả 3 lần, đi hết tất cả 21 biển đảo của đất nước. Và chúng tôi chưa lần thứ 3 chúng tôi nói có nhiều cái đảo nó mình tân tạo lên đó, nó to gấp 3 lần, 4 lần ngày xưa. Đấy. Đấy. Mà tại vì mình không muốn khoe thôi. Đấy. Chứ thật sự là nó cũng đã có như vậy rồi. Thành ra cái chuyện mà và không lẽ là cho chúng tôi kể trên đảo nó trang bị những cái gì hay sao? Thì lại bảo là ê, Nguyễn Phương Hùng nó là điệp viên của Trung Quốc, nó xin lỗi các bạn. Bây giờ nó vệ tinh nó quay được hết, nó chiếu được hết. Vệ tinh nó nhìn được hết, nó theo dõi được hết. Chẳng có gì lừa dối được hết. Dạ vâng.